Chào cả nhà nha. Hôm nay thì kênh Thai TV 2 xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm những cái thông tin trước trận đấu, lịch thi đấu và kênh trực tiếp trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Iraq trong khuôn khổ là U23 Dubai Cup năm 2023, và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ 45 phút hôm nay ngày 23 tháng 3 năm 2023, và sẽ được tường thuật trực tiếp trên hệ thống kênh FPT Play. Quý vị và các bạn có thể vào kênh FPT Play là sẽ xem được trực tiếp trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq. Trận đấu này sẽ được diễn ra trên sân vận động Doha của Qatar, những quý vị, một cái giải đấu thuộc giải giao hữu quốc tế nhưng cũng rất là hấp dẫn, rất là nhiều quý anh tài về đây, và tôi hy vọng rằng sẽ là một cái trận đấu cống hiến của U23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32, và cũng là một cái trận đấu một cái giải đấu gần như là một cái giải đấu đầu tiên của huấn luyện viên Philippe Troisseur, một cái vị huấn luyện viên mới. Hy vọng huấn luyện viên này sẽ thành công với lại là U23 của lẫn đội tuyển quốc gia Việt Nam nhé. Và bây giờ là những cái nhận định phân tích dự đoán trước cái trận đấu giữa U23 Iraq và U23 Việt Nam. Theo thông tin mới nhất thì truyền hình FPT là đã đơn vị chính thức nắm cái bản quyền truyền hình của giải giao hữu quốc tế U23 Doha Cup năm 2023. Chính vì vậy quý vị và các bạn có thể theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq trên kênh sóng FPT Play nha. Đó, thì bây giờ là những cái nhận định phân tích dự đoán trước cái trận đấu. Sau khoảng hơn 3 tuần tập luyện và chuẩn bị thì U23 Việt Nam sẽ bước vào cái trận đấu đầu tiên tại giải giao hữu quốc tế U23 Doha Cup năm 2023 gặp U23 Iraq, một cái đối thủ rất là mạnh. Trên thực tế thì thầy trò của huấn luyện viên Philippe Troisseur không được đánh giá cao bằng đối thủ ở cái trận đấu này, vì chiến lược gia người Pháp có khoảng thời gian ngắn làm quen với các học trò trước khi bước vào giải đấu. Bên cạnh đó, phần lớn các cái cầu thủ tham dự giải đấu lần này của U23 Việt Nam đều không có nhiều cái cơ hội ra sân ở các cái giải đấu trong nước. Trong khi đó thì U23 Iraq đang sở hữu trong cái đội hình của mình rất là nhiều cầu thủ tài năng đang thi đấu tại châu Âu như Na Uy, Pháp, vân vân. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất của U23 Iraq thuộc về một cái cầu thủ 18 tuổi thuộc biên chế của câu lạc bộ Manchester United, đó chính là Zidane Ibra, cầu thủ đang khoác áo khuê Crystal Palace, là đó chính là Alexander Araujo, không được triệu tập vì là bận tập trung cho đội tuyển quốc gia của họ để mà thi đấu vào ngày 26 tới đây nha quý vị. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng nhiều tới chất lượng đội hình của đội bóng Tây Á. Đây chỉ là một cái trận giao hữu và kết quả thắng thua không quá quan trọng. Các cầu thủ thi đấu tại Doha Cup U23 năm 2023 là cái cơ hội để huấn luyện viên Philippe Troisseur truyền tải thông điệp để các cầu thủ U23 Việt Nam làm quen với chiến thuật của vị thuyền trưởng người Pháp. Một cái điều cũng rất là đáng lưu ý, đó chính là cái trận đấu đầu tiên mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã dẫn dắt U23 Việt Nam của chúng ta. Quý vị và các bạn thấy không? Là chúng ta giao hữu với lại là chính đội tuyển Trung Quốc, mà đội tuyển Trung Quốc lại là thầy của huấn luyện viên Park Hang-seo, một cái người dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc vào tới bán kết của World Cup 2022 2002 trên đất chính đất của Hàn Quốc nha quý vị. Và quý vị và các bạn đã biết rồi, thì cái thời đó là huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ là một cái vị trợ lý của huấn luyện viên Riddin thôi, nhưng mà sau đó thì ông đã về với bóng đá Việt Nam và ông đã dẫn dắt và giao hữu trận đầu tiên với lại là Trung Quốc, và lúc đó Việt Nam của chúng ta đã giành chiến thắng đó, và sự khởi đầu nan. Nói chung là Park Hang-seo đã làm rất là nhiều chuyện cho bóng đá Việt Nam, và hy vọng rằng cái trận đấu đầu tiên tối đêm nay của một cái trận đấu gần như là chính thức, nói chung là một cái trận đấu giải giao hữu thôi nhưng mà cũng rất là nhiều anh tài, và chúng ta hãy cùng xem cái khả năng của huấn luyện viên này như thế nào. Và nếu như mà chúng ta giành được cái chiến thắng thì sẽ có được cái sự khích lệ tinh thần rất là lớn đối với lại là cá nhân huấn luyện viên Philippe Troisseur, và có thể sẽ là cái niềm cảm hứng để mà ông đưa một cái bóng đá Việt Nam của chúng ta tới một cái đẳng cấp mới. Mà theo lời hứa của ông là ông sẽ đưa bóng đá Việt Nam của chúng ta sẽ được chơi ở vòng chung kết World Cup 2026. Đó chính là lời hứa của ông, và hãy xem thời huấn luyện viên Park Hang-seo làm không được rồi. Huấn luyện viên làm Park Hang-seo đã làm rất là tốt rồi, đưa
Việt Nam của chúng ta tới vòng loại thứ ba World Cup, nhưng mà rất là tiếc là không có vào được chơi được vòng chung kết World Cup. Nhưng mà thật sự là cái thực lực của chúng ta chỉ có đến đó thôi. Sau này thì huấn luyện viên Philippe Chaussure sẽ có những cái lực lượng, cái lứa kế cận sau này, hy vọng rằng cái lứa như là Văn Trường hay là Khuất Văn Khang đó, cái lứa này này là sẽ là một cái lứa tài năng nha quý vị. Và bây giờ là thêm một cái thông tin cũng có ý nghĩa rất là lớn trước cái trận đấu này, đó chính là báo Iraq chỉ ra điểm yếu của U23 Việt Nam. Thì nói chung cái tờ báo Azama của Iraq họ cho như thế nào thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng nghe tin. Họ cho rằng đội nhà nên cần rèn luyện thể lực và các tình huống cố định để hạ gục U23 Việt Nam, tức là ý là điểm yếu của chúng ta là về mặt thể lực đó. Thì U23 Việt Nam sẽ mở màn trận giao hữu Doha Cup khi đụng với lại là U23 Iraq. Đây được xem là đối thủ khó khăn bởi trong những năm qua thì bóng đá Iraq rất là mạnh ở cấp độ trẻ. Tuy nhiên bên kia chiến tuyến thì U23 Iraq cũng có sự thận trọng nhất định khi gặp U23 Việt Nam. Báo giới nước này đánh giá khá cao đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Chaussure. Tuy nhiên họ cũng chỉ ra điểm yếu của U23 Việt Nam. Tờ Azaman bình luận như sau: đội U23 Iraq bắt đầu tập huấn thứ hai dưới thời của huấn luyện viên Rahi Sarisea. Họ sẽ có trận mở màn ở trận giao hữu Doha Cup với lại là U23 Việt Nam. Với sự chuyển mình trong cái thời gian qua thì U23 Việt Nam được đánh giá là đối thủ không hề dễ dàng với lại là U23 Iraq. Toàn đội cần thận trọng và thi đấu có tổ chức trong cái cuộc chạm trán với lại là đối thủ này. Đây là bài test cần thiết của U23 Iraq. Trong cái thời gian qua thì huấn luyện viên của U23 Iraq đã tập trung rèn thể lực và các cái tình huống cố định để khai thác điểm yếu của U23 Việt Nam. Ý họ nói là chúng ta yếu về thể lực. Nhưng mà cái lứa này thì thật sự là đúng đấy quý vị. Cái lứa này nó khác với lại là cái lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải lắm. Cái lứa mà Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh quý vị và các bạn đã biết rồi, chinh chiến cái thể lực rất là tuyệt vời dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và chính nhờ cái điều đó mà chúng ta đã thành công tại rất là nhiều giải đấu, điển hình là cái giải đầu tiên mà chúng ta cứ trận nào chúng ta cũng kéo cái đội bóng như là Iraq nè, như là Qatar nè, vân vân, các cái đội bóng đó vào đá 120 phút và đá luân lưu và chúng ta đều giành chiến thắng. Trong đó có chính đối thủ Iraq này chúng ta đã giành chiến thắng để mà chúng ta vào được cái tới cái trận chung kết của kỳ vòng chung kết U23 tại Thường Châu năm 2018 đó. Thì quý vị và các bạn đã biết là cái lứa đó, còn cái lứa này chúng ta có vấn đề về về cái thể lực. Ở các cái giải đấu diễn ra tại Indonesia, quý vị và các bạn thấy cái lứa này họ thi đấu, các em thi đấu chỉ có là khoảng cái 60 phút thôi, còn 30 phút chính thức á, thì là xuống thể lực rất là rõ ràng. Và không biết trong cái thời gian ông Philippe Chaussure huấn luyện, không biết là ông có tập những cái bài tập để mà rèn cái thể lực cho các em hay không, không có biết. Chúng ta hãy cùng chờ xem cái trận đấu tối đêm nay chúng ta có phải là điểm yếu về cái mặt thể lực hay không, thì chúng ta hãy cùng chờ xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại, nhớ đăng ký kênh nha. Quý vị ơi, tại Thai TV có một cái loa mà mới 100% chưa khui thùng luôn, đó chính là Nano Max 15F3 600W nha quý vị. Và có người thì nói chung là mua về á, họ kêu mua về giùm rồi mua về họ không lấy, bây giờ thôi xả lỗ lỗ cho tất cả quý vị và các bạn với giá ưu đãi 4,7 triệu. Đối với quý vị nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thai TV 2 trong thời gian vừa qua thì ra comment phía bên dưới, ai comment đầu tiên thì Thai TV sẽ bán cho người đó nha. Xin chào và hẹn gặp lại.